Xưa thì nhà mình hay ăn phở bên này, kể cả ông cả bà. Ông bà xong đóng cái hàng bún ngan bên cạnh nữa. Bún ngan thì nó đóng cửa rồi. Đóng cửa rồi thì ông bà cũng hay ăn. Ông mua về cho bà ấy. Cả nhà hay kéo ra ăn ở thứ bảy chủ nhật. Ngày xưa ông mua cho bà, bây giờ ta mua cho nhau. Xưa cũng cứ gà bia lan chín cái góc này, cũng hay rủ ông ra đây uống này. Nói trời, nó chưa xây được đẹp như này đâu, cứ uống vỉa hè. Còn ô tô thì là sửa bên này. Đúng rồi. Chỗ nào em? Qua hàng phở gà. Xe máy đang đỗ kìa, anh Tàu đuổi, anh còi là nó tự chạy ra. Ok.
mọi sang bên cửa bên đấy nhé, sang cửa bên đấy cho nó an toàn.